Rồi, Văn Trung xin kính chào quý vị nhá. Thì tiếp tục cùng Văn Trung quay và khảo sát một lô đất vườn có diện tích là 2000 m, và người chủ là nhờ Văn Trung giao bán cái lô đất này. 2000 m à? 2100 m2. 2100 m2 có sổ đỏ nha quý vị. Thì cái hướng con đường này chỉ là đường 6 m thôi. Đường đất đá. Mình chạy về tỉnh này, về bên này tỉnh lộ 329 khoảng tầm 500-600 m. Ở tới tỉnh lộ 329, còn ra đây một chút xíu là mình sẽ gặp cái con đường nhựa chạy vào hồ Suối Cát của xã Hòa Hiệp đấy. Thì cũng khoảng tầm 300 m thôi là tới cái con đường nhựa đấy. Thì đây là khu dân cư nha quý vị. Cái lô đất mà Văn Trung giới thiệu đến quý vị chị là lô đất phía bên này. Chiều ngang được 30 m nhé. Có B40 bao quanh cái vườn của mình luôn. Đấy. Ở trên đất mình trồng tiêu. Đây này, anh chị em nào mua lô đất này á. Đây là khu đồng hồ sinh thái. Anh chị em nào mua lô đất này á thì là làm trồng cây ăn trái, trồng sầu riêng, bơ các kiểu là tuyệt vời này. Nếu có ý định muốn về làm nhà vườn là tuyệt vời này. Đất đỏ ba gian nhé. Còn xuống đây á, cái hướng dưới này là cái lòng hồ, cái hồ Suối Cát của xã Hòa Hiệp là hồ khá lớn, hồ cung cấp nước ngọt cho toàn xã và một số xã lân cận khác. Cái con đường này nó chỉ là đường đất đá thôi, nhưng mà sẽ lên nhựa trong ngày mai, lên đá, lên nhựa trong ngày mai. Đường vành đai của bờ hồ đó. Đường vành đai của bờ hồ xã Hòa Hiệp. Đây này, cột điện có này quý vị ơi. Điện đóm đầy đủ nhé. Đấy, thì lô đất này màu mỡ đẹp luôn. Tiêu. Ok luôn. Quá đẹp. Mới cắt xong sang trụ. Ôi lô đất này nó vuông vức luôn quý vị ơi. Hình chữ nhật vuông vức. Đẹp lắm. Đấy, anh chị em nào xem kênh của Văn Trung thì thấy lô đất này hợp lý liên hệ ngay cho tôi nhé. Tôi giới thiệu rất là nhiều lô đất mà quý vị cứ chần chừ không mua, rồi cuối cùng là người khác là người ta mua hết. Ở đây Văn Trung vừa giới thiệu một lô là 761 nè. Ở cách đây khoảng tầm 300 m thôi. Nhưng mà quý vị anh chị thì cứ hỏi sơ qua mà không có chịu tới họ tới tha xem đất thì cuối cùng người ta cũng đã bán mất rồi. Đấy, còn lô đất này thì rất là đẹp luôn, làm nhà vườn rất đẹp. Quý anh chị nào mua thì liên hệ ngay cho tôi. Ở mức giá là 750 triệu. Đấy, đất đỏ ba gian màu mỡ rất đẹp. Sổ đỏ pháp lý rõ ràng nha quý vị. Ở đây mà quý vị trồng sầu riêng bỏ ra có 750 triệu để trồng sầu riêng ăn thì vi vu luôn. Rồi, ok, xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.